là cái tủ đựng rượu vang Casso 12 chai, tủ này tủ dương này. Nhiệt độ ở đây là chỉnh nhiệt độ này, đây là ánh sáng này, đây là công tắc nguồn này. Thì 12 chai thì với hai cái ngăn trên ấy nó sâu hơn, mọi người có thể để theo chiều này. Đấy, chiều này mỗi tùy từng loại chai, mỗi này có thể để 3 hoặc 4 chai. Còn riêng cái dưới này thì ở trên thì nó sâu hơn nhưng mà ở dưới thì nó không sâu bằng, do có cái phần động cơ của máy đó, nó ở đây nên là này là mọi người sẽ để dưới dạng xoay ngang như này. Thế thì để cho chai rượu vang vào đây thì để dễ dàng cho chai rượu vang ấy, mọi người kéo hẳn cái này ra. Mọi người lấy thì mọi người kéo hẳn cái này ra để cho là để kéo ra. Còn cái này thì mọi người lựa theo xoay theo chiều ngang. Ví dụ này. Nói chung là tùy từng chai, chai này nó hơi to nên nó để vào nó hơi khó.